Xin chào mọi người, xin chào quý vị các bạn ạ. Hôm nay chúng ta có gì ở đây? Toyota Fortuner phiên bản Legender. Phiên bản này thì sẽ có giá bán cho màu ngọc trai. Màu ngọc trai thì chúng ta sẽ lại loanh quanh khoảng hơn 1,2 tỷ. Còn tất cả những cái màu khác thì nó chỉ rơi vào khoảng xem nào, hơn 1 tỷ mốt một chút các bạn ạ. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy rằng phiên bản Legender này, cái màu đen này là màu bí ẩn nhất, cũng là cái màu huyền thoại nhất. Nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác, một cái mẫu xe Fortuner khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe thì sao? Chúng ta có cái sự thay đổi đặc biệt nhất đến ngay từ cụm đèn pha. Và bây giờ thì bật đèn pha luôn ạ. Đèn pha của chiếc xe này được chia ra làm 4 beam cho một bên. Bình thường khi chúng ta bật cốt thì sẽ có 2 beam bên ngoài sáng, còn khi chúng ta bật pha thì sẽ có thêm 2 beam bên trong để phụ trợ. Đó. Và cái dải đèn LED định vị ban ngày của phiên bản Legender này là 4 cái chữ L lồng như thế này. Các bạn thấy có hấp dẫn, có đẹp không ạ? Các bạn hãy để lại xuống ngay phía dưới phần comment nhé. Và đương nhiên rồi, đèn sương mù thì cũng đã được nâng cấp lên là bóng LED màu trắng. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn thích cái trang bị đèn halogen hơn. Bởi vì cái đèn halogen thì khi mà chúng ta đi sương mù thì nó mới có cái giá trị về mặt chiếu sáng của chúng ta. Còn cái phần cản trước và cụm lưới tản nhiệt của chiếc xe này đã được thay đổi một cách táo bạo hơn. Đằng trước đây thì chúng ta có cái phần camera nằm trong cái hệ thống camera 360 độ xung quanh xe. Thực ra thì với cá nhân tôi ở đây, tôi nhìn nhận thì cái phần camera trước này nó được đặt lệch đi một chút. Nó đang chưa có cái sự ăn khớp với tổng thể cái phần đầu xe. Nhưng mà cũng may là tất cả chi tiết đều màu đen nên nó không tạo cho chúng ta một cái gì đấy nó quá lệch đó. Còn đèn xi nhan của chiếc xe này cũng là một trong những cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với. Đây, tôi sẽ bật lên. Đây, đèn xi nhan được chuyển xuống phía dưới. Có nhiều ý kiến cho rằng nó hơi khó quan sát một chút. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi đứng ở phần đầu xe thì tôi thấy rằng nó cũng vẫn rất dễ quan sát khi mà chúng ta là những cái xe ngược chiều. Đấy. Đèn xi nhan được thiết kế theo dạng đuổi, cả phần trước và phần sau đều như vậy. Cái này thì khá giống Lexus rồi. Một phần đầu xe kết hợp với nắp capo và phần thân xe được thêm nhiều cái đường nét góc cạnh hơn, thêm nhiều những cái đường cắt xẻ mạnh bạo hơn. 3, 2, 1 bắt đầu. Tiến sang cái phần thân xe này thì có lẽ cái chi tiết la răng sẽ là cái điểm thay đổi mà các bạn nhìn thấy đầu tiên. Bộ la răng được thiết kế dạng 5 chấu kép hình chữ V. Và cái phần thiết kế ở đây thì cũng được giảm cái mặt phay xước của nhôm. Nhìn nó cũng thêm cái phần cứng cáp cho thân xe. Đây là bộ la răng 18 inch đi cùng với cả lốp Bridgestone. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về thông số lốp là 265-60. Tay nắm cửa được mạ chrome cùng với những cái chi tiết đường viền chrome ở phần cửa kính như thế này. Cửa lái và cửa phụ thì được trang bị keyless entry ở đây, nhưng mà vẫn là dạng nút bấm thôi, chưa phải là dạng cảm ứng. Chúng ta vẫn phải bấm vào để khóa và bấm vào để mở khóa. Trên gương xe thì không có cái chi tiết thay đổi gì nhiều, ngoài cái việc mà chúng ta được trang bị thêm camera ở phía dưới đây. Lát nữa vào trong xe chúng ta sẽ cùng test cái camera 360 độ của chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender này xem là có nét không các bạn nhé. Rồi mời các bạn tiến ra phía sau. Thực sự ra thì nó không có cái thay đổi ở những đường nét thiết kế ở phần đuôi xe đâu. Nhưng mà những cái chi tiết như là cái cụm đèn hậu này, nó được làm mảnh và được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED. Thế cho nên là nhìn nó cũng có một cái sự tinh xảo hơn. Và cái đường xi nhan đây, nó cũng được thiết kế theo dạng đuôi. Nó cũng là một trong những cái điểm mà nhìn nó cũng hấp dẫn hơn đối với chiếc xe Toyota Fortuner này. Trước đây thì những cái chi tiết ví dụ như là cái nẹp chrome được xuất hiện ở đây với cái dòng chữ Fortuner và nối cái cụm đèn hậu này thì nay nó đã được, với phiên bản màu đen này thì nó sẽ được trang bị sơn hoàn toàn là màu đen, nhìn nó bí ẩn hơn một chút. Đây, dòng chữ Legender ở đây. Trước được trang bị hai cảm biến trước và sau là được trang bị tôi xem nào. 1 2 3 4 5. Vâng. Cản sau xuất hiện 5 cảm biến để hỗ trợ chúng ta lùi xe, xoay chuyển thân phố dễ hơn.
camera nằm trong hệ thống camera 360. Và đối với chiếc Toyota Fortuner phiên bản Legender một cầu này thì chúng ta sẽ có được cái trang bị đá để mở cốp. Ở ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử cái tính năng đá cốp của chiếc xe này. Đấy. Và đối với Toyota Fortuner thì các kỹ sư có thiết kế cái phần cảm biến đá cốp ở ngay bên này các bạn nhé. Bên tay phải đây, các bạn có thể nhìn xuống phía dưới này để thấy đây, hai cái cảm biến đây. Thế cho nên là cái vị trí đá cốp các bạn nhớ là chúng ta sẽ đá ở bên đây nhá. Đấy. Và đương nhiên rồi, cốp đóng mở điện. Và khi mà chúng ta đóng xuống thì có tính năng chống kẹt. Tính năng chống kẹt này thì khá là nhạy. Đấy các bạn. Phần cốp không gian của Fortuner thì vẫn vậy thôi. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua để đi đến những chi tiết khác. Rồi, tiện thể ở đây mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiến vào phần gầm xe này một chút để có thể thấy được cái vị trí của thanh cân bằng. Oh sorry các bạn, đây các bạn có thể thấy đây. Cái vị trí của thanh cân bằng. Thanh cân bằng ở phía sau. Nó sẽ hơi tối khó nhìn một chút, các bạn thông cảm. Đây. Đây các bạn, thanh cân bằng. Lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái khả năng vận hành. Trải nghiệm nhanh thôi, khả năng vận hành chiếc xe này. Vâng, với cái phần đuôi, phần ba đợt sốc phía sau cũng có cái sự tinh chỉnh ở cái đường nét thiết kế một chút. Thì kết hợp với phần đèn hậu này, các bạn thấy sao về cái thiết kế của phiên bản Legender Fortuner mới này? Thì các bạn cũng hãy để lại những ý kiến đóng góp của mình ngay phía dưới video nhé. Với mức giá 1,2 tỷ đồng thì bước vào không gian nội thất của Fortuner mới chúng ta có những gì ạ? Rồi, chúng ta sẽ đầu tiên để nổ lên xem. Không biết là qua cái hệ thống âm thanh của mic này thì các bạn sẽ nghe cái tiếng động cơ dầu của chiếc xe như thế nào. Nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng cái động cơ dầu của Toyota Fortuner mới này thì nó đã êm hơn so với cả những thế hệ trước đây. Chiếc xe này thì trang bị động cơ dầu và đi cùng với cả hộp số tự động là 6 cấp. Cái đường nét thiết kế ở bảng táp lô thì nó vẫn là những đường nét như vậy thôi, nó không có cái gì thay đổi cả. Chúng ta sẽ có một cái sự tinh chỉnh ở phần kết hợp giữa màu da. Đây, da ở đây là được may giữa da màu đen và da màu đỏ, đỏ mận. Đấy. Các cái đường chỉ cũng vậy, đường chỉ đỏ, đỏ mận. Da ghế, ghế cũng thế. Thiết kế ghế thì cũng vẫn vậy thôi. Ngay cả cái phần táp bi cửa các bạn cũng có thể thấy. Được phối giữa hai màu. Và ở cái góc đấy thì không biết là các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà chúng ta sẽ có đèn viền nội thất màu trắng ở ngay cái phần viền này, các bạn có thể thấy này. Đấy, cái chỗ này. Chắc là bây giờ đang quay ngoài trời nên là nó hơi khó lên một chút. Lát nữa tôi sẽ cố gắng quay cái đấy cho các bạn xem. Rồi. Và những cái chi tiết để cốc chai nước các thứ ở trên Fortuner, những hộp làm mát như thế này thì các bạn cũng đã biết rồi, nó vẫn được giữ nguyên thôi. Không có sự thay đổi gì cả. Điều hòa của xe thì vẫn là điều hòa một vùng và có cái phần điều hòa cho hàng ghế thứ hai riêng. Để lát nữa chúng ta sẽ cùng xuống để trao đổi. Màn hình cảm ứng 8 inch. Màn hình cảm ứng 8 inch này là có tiếng Việt để cho chúng ta dùng nó dễ hơn. Để tôi xem nào, xem chúng ta sẽ có thể kết nối được những cái gì đối với chiếc xe này. Chúng ta có thể kết nối Bluetooth, đàm thoại rảnh tay. Có cả kết nối điện thoại và để phát wifi này. Đây các bạn. Rồi chúng ta sẽ có một cái video chi tiết hơn để chia sẻ với nhau vào đây nhé các bạn nhé. Chúng ta có map sẵn ở trên đây rồi. Đấy. Tiếng Việt các bạn rất là dễ dùng. Đặc biệt là Toyota thì cái gì cũng phải dễ dùng phải không ạ? Xem nào, chúng ta sẽ còn kiểm tra hệ thống camera 360. Cái hệ thống camera 360 chúng ta sẽ có một cái nút kích hoạt ở đây. Chúng ta có thể bấm vào đây để bật lên. Thực tế ra thì tôi đánh giá không cao cái hệ thống cam 360 này, bởi vì cái mắt cam nó hiển thị lên màn hình thì không được rõ nét lắm. Tôi đoán chắc chất lượng của mắt cam này nó chỉ khoảng tầm chắc chưa được 720. Buổi tối thì không biết thế nào, có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để trải nghiệm. Những cái chi tiết ốp nhựa bóng giả gỗ như thế này ở trên xe cũng là những cái chi tiết mà khiến cho chúng ta cảm nhận được đâu đó một chút cái sự sang trọng
của nội thất Toyota Fortuner. Cả trên phần vô lăng ba chấu này cũng thế, những cái thiết kế từ vô lăng này, bảng đồng hồ phía sau này, rồi phần bảng táp lô các thứ thì nó vẫn là những đường nét rất là quen thuộc của Fortuner thôi, chúng ta không có gì phải chia sẻ với nhau cả. Xe cũng được trang bị hai cái chế độ là Eco Mode và Power Mode ở đây. Đây, cái nút này là nút để tắt cái cân bằng điện tử. Ở trên vô lăng của phiên bản một cầu này thì tôi chưa thấy cái sự xuất hiện của cái công nghệ hỗ trợ an toàn. Ví dụ như là trong cái gói Toyota Safety Sense ấy, thì chúng ta chưa có cảnh báo va chạm phía trước này, chưa có Adaptive Cruise Control này, chưa có giữ làn. Không gian của Fortuner thì tôi thấy rằng cũng vẫn vậy thôi, cũng không có gì thay đổi cả. Để tôi xem nào, trên đây thì có cái hệ thống điều chỉnh điều hòa. Đây chúng ta có thể điều chỉnh gió, tốc độ gió ở đây thôi, không có điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Đây nó chỉ là dàn thôi. Trên này là dàn riêng biệt so với cả cái dàn đằng trước chứ không phải là vùng độc lập. Ở đây thì cũng có những cái vị trí như là cổng sạc, hai cổng sạc USB này. Đấy. Và cổng sạc 220V, 100W. Chúng ta có thể sạc được laptop và cắm một cái bóng đèn. Ok. Khay để cốc chai nước. Không biết là qua cái hệ thống mic này thì quý vị các bạn có nghe thấy cái tiếng máy dầu, động cơ dầu của chiếc Toyota Fortuner này hay không? Nhưng mà với cá nhân tôi nhận định thì ở cái thế hệ này thì cái động cơ dầu này nó vẫn là cái động cơ như vậy, vẫn là động cơ 2.4 thôi. Sản sinh công suất là khoảng 150 mã và mô xoắn cực đại là 400 Nm. Nhưng mà cái khả năng cách âm của chiếc xe này nó đã tốt hơn nhiều rồi. Tốt hơn nhiều rồi các bạn ạ. Ở trong xe tôi không còn nghe thấy cái tiếng ồn của cái động cơ dầu nó dội vào khoang cabin nhiều nữa. Khi mà chúng ta đạp thốc ga này thì chúng ta mới nghe được cái động cơ dầu nó dội vào khoang cabin. Xe vẫn được trang bị hộp số tự động 6 cấp rồi. Bây giờ tôi sẽ để sang Power Mode để xem tua máy nhé. Đấy, ngay khi tôi đã thúc ga, tua máy dựng ngược lên hơn, giúp cho chúng ta có được cái trải nghiệm của cái việc đạp ga nó thể thao hơn một chút xíu. So với cả một mẫu xe có cái thân hình khá là to cao như thế này thì cái khối động cơ 2.4 của Toyota Fortuner thì tôi nghĩ rằng nó phù hợp và cho chúng ta đi phố và đôi khi là những cái chuyến đi nghỉ cuối tuần cùng với gia đình, đi nhẹ nhàng thôi. Còn lại nếu mà các bạn muốn trải nghiệm cái cảm giác mà nó thích thú hơn nữa, nó mạnh hơn nữa thì chúng ta nên chọn cái động cơ 2.8. Mà cái động cơ 2.8 đấy thì lại chỉ được trang bị ở trên một phiên bản, đó là phiên bản máy dầu 2 cầu. Đấy, cũng là Legendary luôn. Cái mẫu xe đó thì có mức giá là hơn 1,4 tỷ. Đấy, đó cũng là một con số để chúng ta đáng phải cân nhắc. Mẫu xe này thì được trang bị, như tôi chia sẻ với các bạn là được trang bị cái thanh cân bằng ở phía sau ấy. Thế cho nên là khi mà chúng ta chạy, chúng ta vào cua thì chúng ta cảm thấy là nó có cái độ chắc chắn và nó cân bằng hơn. Đấy. Đặc biệt là khi mà chúng ta chở có tải thì các bạn sẽ cảm thấy cái điều đó nó rõ hơn một chút xíu nữa. Ở trên cái phiên bản cao nhất thì chúng ta có nhiều thứ hơn để chia sẻ với các bạn hơn, ví dụ như những cái công nghệ an toàn này, chúng ta có thể thử được nhiều thứ hơn. Và cũng chia sẻ với các bạn nữa là trên phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta có được trang bị cái màn của JBL cùng với kết hợp với hệ thống loa của JBL luôn. Cái trải nghiệm về giải trí của chúng ta trên xe nó cũng sẽ tốt hơn. Để xem nào. Thôi có lẽ là những cái vị trí tầm quan sát, cầm lái các thứ thì tôi cũng không phải chia sẻ với các bạn nữa, vì chắc các bạn cũng đã quá quen với Toyota Fortuner rồi. Và cái vô lăng của xe này khi mà chúng ta đi phố ấy, đi thì cái tốc độ thấp, độ chậm như tôi như bây giờ này, thì chúng ta cảm thấy là cái sự nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn so với những cái thế hệ trước đây. Thế hệ trước đây là trợ lực dầu nhưng mà không có biến thiên. Bây giờ chúng ta có biến thiên thì cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ được tách biệt hơn khi mà đi phố và đi những cái tốc độ cao. Các bạn thấy cái việc vần vô lăng của tôi nó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều đúng không ạ? Ở đây là một chiếc xe rất mới, rất mới, vừa mới về được đại lý và
tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể liên hệ và có chiếc xe để chia sẻ với các bạn nhanh thôi. Chúng ta cũng chỉ đi đến cái cung đường rất ngắn thôi, từ điểm A đến B rất ngắn thôi, bởi vì một chiếc xe mới này thì cũng không thể nào một xe demo của hãng mà lại có thể chạy quá xa quá dài số km được. Đó là những cái cảm nhận ban đầu của tôi với chiếc xe này, và chắc chắn rằng khi phiên bản hai cầu máy dầu 2.8 bản Legendre bản cao cấp nhất đấy, full bài luôn đấy, về đại lý, thì tôi sẽ cũng sẽ làm một cái video đánh giá chia sẻ với các bạn. Quý vị các bạn thấy sao chiếc xe này, hãy để lại những comment đánh giá của mình ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Auto Eli để chúng ta cùng nhau chia sẻ thảo luận nhiều hơn về những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.